Thưa quý vị, thưa các bạn, công nghiệp chế biến chế tạo luôn được đánh giá là một trong những ngành kinh tế chủ chốt, đóng vai trò là động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế, thúc đẩy thương mại xuất khẩu. Trong đó là một số ngành chủ lực như dệt may, da giày, cơ khí, điện tử, công nghiệp hỗ trợ. Chính vì vậy, trong chương trình giao ban xúc tiến thương mại tháng 7, Bộ Công Thương tập trung vào đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm thị trường hỗ trợ các ngành này phát triển. Theo Bộ Công Thương, tiếp nối đà phục hồi từ cuối năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, sản xuất công nghiệp tiếp tục cho thấy sự khởi sắc và có đóng góp tích cực đối với kết quả tăng trưởng chung của cả nền kinh tế. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 ước tính tăng 7,54% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt với tốc độ tăng 8,67%, đóng góp 2,14 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Trong 6 tháng cuối năm 2024, các chuyên gia dự báo trong bối cảnh quốc tế và trong nước vẫn đối diện với không ít khó khăn, thách thức, những căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh nước lớn ngày càng gia tăng, sự phục hồi của các đối tác thương mại lớn còn chậm, những rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất toàn cầu cũng như giá cước vận tải tăng cao sẽ vẫn tác động trực tiếp tới hoạt động xuất nhập khẩu và nền kinh tế có độ mở lớn của Việt Nam. Hiện giờ chúng ta đang sản xuất rất là tốt trong nước, có thể cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia. Và phần nào thì sản phẩm đã xuất khẩu đi thị trường quốc tế, bởi vì chúng ta đâu đấy thì có lợi thế so sánh so với một số đối thủ cạnh tranh như là Trung Quốc hay là Ấn Độ. Cho dù chúng ta có lợi thế đi nữa thì cái sản lượng xuất khẩu của ta so với các nước như là Ấn Độ hay Trung Quốc hay ASEAN thì cũng chưa phải là cao. Thế thì trong bối cảnh này mà nếu muốn hỗ trợ những ngành này xuất khẩu thì phải có những cái động thái tốt hơn. Chẳng hạn như linh kiện xe máy hay xe đạp, chúng ta làm trong nước rất tốt rồi. Nếu muốn xuất khẩu được thì phải chọn một thị trường nào mà hợp lý. Thị trường EU là một cái thị trường rất đẳng cấp và khó tính. Và họ là cái thị trường mà họ đưa ra rất nhiều những quy định khắt khe đối với lĩnh vực mà ví dụ như dệt may. Ngày 24 tháng 5 năm 2024 thì EU đã thông qua cái chỉ thị thẩm định cái trách nhiệm doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Dĩ nhiên là chưa áp dụng ngay, họ có lộ trình của họ. Nhưng mà đây cũng là vấn đề mà các doanh nghiệp phải rất lưu tâm, phải có bước đi để cho nó phù hợp. Để phần nào giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của các hiệp hội, tại buổi giao ban, các thương vụ tại Ấn Độ, Hoa Kỳ hay Canada đã trao đổi, giải đáp, đồng thời cũng cung cấp thêm các thông tin về thị trường các nước sở tại nhằm hỗ trợ địa phương, ngành hàng, thúc đẩy xúc tiến thương mại, phát triển thị trường sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo trọng tâm và có hiệu quả. Từ giờ đến cuối năm, như các đồng chí cũng có nói, tình hình diễn biến vẫn còn phức tạp và cũng còn rất là khó lường. Chúng ta rất chủ động và tích cực trong cái việc triển khai, gỡ các cái khó khăn vướng mắc cũng như là đề xuất cái định hướng, những cái giải pháp. Từ giờ đến cuối năm thì cũng còn rất nhiều những hoạt động sôi động của lãnh đạo cấp cao đi thăm và làm việc tại các nước. Thì chúng ta phải gắn các cái chương trình hoạt động của thương vụ, chương trình hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác kinh tế, công nghiệp với các cái chương trình của các lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là cũng là giải quyết những cái vấn đề vướng mắc. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục triển khai các sự kiện xúc tiến xuất khẩu theo định hướng chiến lược về nhóm thị trường trọng điểm của mặt hàng công nghiệp chế biến chế tạo, tổ chức tham gia các sự kiện thương mại quốc tế quy mô lớn, hội chợ triển lãm uy tín tại những thị trường trọng điểm, thị trường giàu tiềm năng. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cũng cần tập trung các giải pháp trọng tâm, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được chính phủ thông qua nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các ngành công nghiệp chế biến chế tạo chủ lực như dệt may, da giày và các ngành nền tảng như ô tô, cơ khí, thép, v.v.